Đến Úc á, những cái diện visa như là đoàn tụ gia đình hay là kết hôn thì những cái người này nằm trong cái diện đó thì họ hay phàn nàn nhiều hơn các bạn, tại vì ỷ lại các bạn, có người thân, có người chồng, có người vợ bên này lo hết rồi, đi qua và cái visa đó xét duyệt kiểu nhân đạo, cho nên cái thang điểm mà đòi hỏi của bộ di trú nó cũng ít. Thứ nhất là như là về tài chính, về nghề nghiệp chuyên môn hay là trình độ ngoại ngữ, trình độ tiếng Anh, cho nên ít lắm, ít đòi hỏi, và cho nên những người đi qua những cái diện đó thì trình độ tiếng Anh nó cũng ít hơn, rồi cái trình độ chuyên môn nó cũng ít, cho nên qua bên này nó cũng hơi bập bập bênh là không biết làm cái gì nhiều. Có người thì họ có nghề có nghiệp ở bên Việt Nam thì họ qua họ họ thích nghi nhanh, còn hầu như là đa số cũng giống như như mình vậy đó, đi qua bên này diện vợ chồng thì không có chuẩn bị gì các bạn, chủ yếu là qua được là lọt qua bên đây thôi, thì qua đây mới tính, cho nên qua đây bỡ ngỡ nó khó hòa nhập. Chứ còn những cái diện khác như họ đi đầu tư, họ đi nghiên cứu sinh, họ đi du học hay là lao động xuất khẩu, lao động hay là đi lao động nghề, nhiều cái diện khác thì các bạn biết không, qua đây họ cực khổ, họ phải có trình độ tiếng Anh bao nhiêu chấm mà thi họ cử, họ đạt được cái bằng đó, rồi họ làm việc 1-2 năm trong những cái hãng xưởng, họ tiền họ thấp hơn, quyền lợi của họ thì nhiều khi cũng có cái này có cái kia, họ không có, cũng có nhiều cái thiệt thòi hơn chút xíu. Họ ao ước trở thành một thường trú nhân của Úc, ao ước được trở thành một công dân của Úc, cho nên họ cật lực họ làm, họ cật lực họ học, rồi họ ra họ xin việc, rồi họ chạy chỗ này chạy chỗ kia, họ không dám họ than thở gì hết á. Khi mà được vô thường trú nhân hay là vô quốc tịch, họ họ mừng rỡ với lại cái thành quả của họ đạt được lắm, chứ nó không giống như những cái diện như là đoàn tụ gia đình hay là đi thi diện hôn nhân rồi các bạn, nhiều khi cũng chủ quan. Đó là những cái mà mình sẽ chia sẻ tiếp. Hello các bạn ha. Những cái diện mà đến Úc á, như là diện kết hôn hay là diện đoàn tụ gia đình hay là diện gì đó, bây giờ ở Úc có những cái visa tị nạn không biết sau này như thế nào thì mình không biết, thì những cái diện đó nó không có đòi hỏi về trình độ tiếng Anh cao, nó không có đòi hỏi tài chính, ví dụ như là con cha mẹ ở bên Úc mà bảo lãnh con cái thì con cái là con ruột của mình thì người ta bảo lãnh qua thôi, thì chứng minh được là mình là con ruột, có mối quan hệ huyết thống ví dụ vậy, chứ nó đâu có bắt buộc bạn là phải có tài chính như thế nào, trình độ tiếng Anh bạn như thế nào đâu. Nên đi qua là diện nhân đạo mà, rồi chuyện vợ chồng, diện kết hôn, diện vợ chồng thì đi qua bên này thì cũng nó đâu có đòi hỏi là trình độ tiếng Anh mấy chấm đâu. Không biết bây giờ nó có, vừa rồi thì cũng có nghe phong phanh là phải đòi hỏi một có trình độ tiếng Anh để mà qua bên này dễ thích nghi cái môi trường, cái đời sống ở bên này hội nhập nhanh đó các bạn, chứ tại vì từ trước tới giờ thì nhiều cái gì, những cái diện đó thì tiếng Anh kém kém giống như mình vậy đó, thì đó là cũng là một cái điều mà nó hơi khiếm khuyết, mình phải chịu thôi, tại vì diện nhân đạo mà, mình họ đâu có bắt buộc mình học tiếng Anh tiếng đồ gì, thì mình nhiều khi mình chỉ học là giao tiếp cơ bản thôi, đủ xử lý tình huống trong cái đời sống hàng ngày, cao siêu hơn thì không biết. Và cái mình không nói là nhiều nha, nhưng mà cũng những người mà đi kết hôn mà kiểu người Việt người đồ á thì tiếng Anh nó không có nhiều, chỉ có những người mà họ làm gì đó họ quen với người Tây người đồ đó, cái người có trình độ thì không nói, nhưng mà nó cũng rơi vô tình 50-50. Cho nên cái diện nhân đạo, gia đình bảo lãnh, anh chị em bảo lãnh, như mình thấy qua Mỹ, qua Canada, qua Úc đây chẳng hạn vậy, thì nhiều khi qua bên này bỡ ngỡ lắm, ỷ lại á, cứ được đi trước sau, giờ mình cũng được đi qua Mỹ, gia đình mình đâu có lo gì đâu các bạn, không có chịu đầu tư, không có lo lắng gì hết, cho nên qua bên này té ngửa ra, qua bên này phải làm, phải thích ứng với cái môi trường mới. Cha mẹ anh chị em bên này người ta bảo lãnh là cái chuyện bảo lãnh rồi, người ta thương mình, người ta muốn đưa mình qua cái đất nước mới, thì mình phải chủ động trong đầu của mình là qua đất nước mới này mình làm cái gì để mình
mình thích nghi và mình sống, mình tồn tại trên đất nước này rồi, để mình làm gì cho nó có dư, mình phát triển ở đây. Tại vì mình dành cho cái cuộc đời còn lại của mình là ở đất nước này, chứ không phải là dành ở bên Việt Nam. Cho nên những người đó họ khó thích nghi ở bên này. Mà bây giờ một cái từ thông dụng có nhiều người họ dùng là thất bại đó. Trước khi mà rời Việt Nam mà đi định cư, các bạn phải xác định là qua bên này làm cái gì đó. Mình phải làm cái gì bên này và mình làm bằng cách nào để mình thích nghi bên này, cho dù nó khó khăn, nó khổ cực như thế nào, mình phải tìm cách mình thích nghi. Bây giờ cái thời đại bây giờ nó cũng đỡ hơn rồi ngày xưa các bạn. Thời đại thông tin nó tràn lan và người Việt mình cũng khắp nơi ở những cái quốc gia đó, như là Mỹ, Canada hay Úc, và Việt Nam mình cũng nhiều. Cái mình qua thì mình cũng nương nhờ tựa vô cái cộng đồng, ít nhiều cũng có luật sư, bác sĩ, kế toán hay là làm văn phòng này văn phòng nọ, thì thông tin cũng có đầy đủ. Chỉ có còn cái là mình phải thích nghi, là mình phải học ngoại ngữ, ít nhiều mình phải học một cái giao tiếp. Thứ hai nữa là mình phải chịu khó làm việc. Mình dở thì mình làm việc lao động chân tay, mà giỏi hơn thì mình học mình ráng mình có cái nghề nó nhẹ hơn. Chứ còn cái chuyện mà nó ăn không ngồi rồi như ở Việt Nam, đỡ đi lên đâu nữa, đỡ đi lên nước nào nữa, đi ra khỏi cái trái đất này hả, là không làm á hả, làm gì có chuyện đó. Rồi qua bên này làm không được, qua không được rồi hối tiếc ở bên Việt Nam, rồi cứ thụt thò cái đồ về Việt Nam, như vậy sao sống. Những người giàu mà họ về họ kinh doanh hay đồ làm cái này làm cái kia thì họ có thể quyết đoán được các bạn. Còn những người mà mình nghĩ như công nhân viên chức rồi đó, đi qua bên này sống rồi cứ thấp tha thấp thỏm rồi về Việt Nam, chưa chắc là về Việt Nam mà nó tốt hơn bên này, cũng chưa hẳn. Việt Nam nó cũng là một cái nơi mà nó bấp bênh, cho nên các bạn phải xác định là đi thì phải tìm cách thích ứng, thích nghi qua bên này làm cái gì. Đầu tiên là học ngoại ngữ cho nó khá lên, rồi đi qua bên này làm. Cái gì cũng như là vợ chồng hay đồ đoàn tụ gia đình đó các bạn, nhiều khi ỷ lại lắm. Vì qua bên này rồi tới đâu tới đó, qua bên này rồi tới đâu tới, nhưng khi nó tới rồi cái trở tay không kịp, xử lý không được. Nhiều khi bị chính người Việt mình rồi người lao động với nhau rồi họ mỉa mai cũng thấy chán. Rồi qua thì phải làm việc vụng về, cho ở bên Việt Nam thì đâu có làm việc đó đâu, thì nó phải khó khăn chứ. Rồi các bạn làm vài ba tháng năm gì đó thì các bạn quen đó. Mình cũng vậy, mình đã từng bị như vậy các bạn. Ở Việt Nam qua kỹ năng làm việc đâu có đâu, mình làm những công việc khác như ở bên này, và cái cách làm việc ở bên Việt Nam nó cũng làng nhàng lắm, nó kè rịch kè tan, nó không có làm cái kiểu mà mình phải dấn thân vô mình làm. Ở bên Việt Nam mà làm chẳng tàn, muốn làm muốn nghỉ. Cho nên qua bên này làm, các bạn làm lấy tiền, người ta làm bên này trả tiền giờ, còn ở Việt Nam là các bạn trả tiền ngày. Cho nên làm cà bơi, vắng chủ hay vắng gì đó thì các mình ngồi mình chơi, phải không? Ở bên này đâu có. Vô là làm đúng giờ, uống trà, uống giờ, ăn trưa, nghỉ ngơi nó có giờ, có giấc. Đâu phải là mệt là nghỉ đâu. Rồi các bạn làm vài tháng hay gì, một năm vậy đó, bắt đầu từ từ nó quen. Bây giờ bạn rời chỗ này, bạn đi làm chỗ kia thì chỗ khác nó cũng giống vậy à. Nó không thể nào giống như Việt Nam được. Nó không thể nào mà các bạn thấy chỗ này làm mình chán quá, nó không giống Việt Nam, bạn đi chỗ khác làm nó giống Việt Nam, không có đâu. Ở bên này là bên này mà, nó đâu có còn Việt Nam nữa đâu. Nhưng mà một thời gian các bạn quen, thích nghi rồi, về Việt, nhìn lại Việt Nam, ôi trời ơi, các bạn ở bên này các bạn làm việc đi 5 năm, 10 năm đi,
bạn nhìn lại thấy Việt Nam nó trời ơi, coi lại Việt Nam mấy ông lèn phèn làng nhàng hèn gì, cái đất nước nó không giàu có là đúng. Các bạn sẽ cảm nhận ít nhiều, các bạn sẽ cảm nhận ra điều đó. Mình qua đây mình làm cật lực 5 năm 7 năm là mình có tài sản, có dư, có này có kia. Còn về Việt Nam các bạn làng nhà các bạn cứ nghĩ mình một mình làm chủ mà có vài công nhân hay vài nhân viên văn phòng hay là làm gì đó mà nó làng nhà nó cứ thiếu, nó thấy mình thì nó bơ vô, không có mình nó ngồi nó nói dốc, nó tán ngẫu, là các bạn sẽ biết, là các bạn sẽ đánh giá nó khác à. Đó là cái sự khác khác biệt ở bên này đó. Qua đây làm bất cứ cái gì vô là làm, là dấn thân vô mà làm nhiệt tình, làm hết sức luôn á, thì nó mới có thành quả các bạn. Cho nên khi mà ở bên này lâu rồi đó, về Việt Nam mà thấy nào là mấy ông cán bộ phường, cán bộ xã, là cà làng, hay là những người mà công nhân ở bên Việt Nam muốn làm muốn bơi, nó khó chịu lắm, nó bị treo hèo, bị trái rồi. Mình đi một tăng cũng về tới nhà các bạn. Đó, cho nên mình chia sẻ cho các bạn là cái đời sống ở bên này và cái cách làm, nó làm cho mình nhọc nhằn thì cũng có, tùy theo công việc này, thì làm việc nó phải mỏi thôi. Máy móc nó chạy mà các bạn bật camera điện thoại các bạn, mình dùng lâu nó máy nó cũng nóng vậy. Nhưng mà đằng sau đó mà sử dụng máy móc mà nóng, con người mình làm cũng rượu rã trong một ngày làm việc đó, thì bù lại là ở bên này á, ví dụ như thức ăn là tươi ngon nè, đầy đủ dinh dưỡng nè, các bạn muốn ăn nhiều thích theo cái khẩu vị của mình nè, nó đáp ứng lại cái đời sống, là mình xả năng lượng ra thì mình nạp năng lượng vô nó cũng nhanh, rồi nó đáp ứng lại được cái đời sống vật chất, là mình thèm cái gì, mình thích cái gì thì nó sẽ có cho mình, nó nhanh hơn ở bên Việt Nam. Đôi khi nhiều khi cuộc sống ở Việt Nam mà cật lực làm việc mà ao ước một chiếc xe hay một cái căn nhà hay là một cái đời sống nó giống như những người bên này, nhiều khi cả đời không dám mơ nữa. Nhưng mà bên này các bạn mơ là nó có thiệt rồi đó. Nhiều khi không cần mơ mà từ từ nó tới thôi. Đó, bây giờ ví dụ như một người lao động bình thường, ví dụ như là một người làm công nhân ở trong hãng may mặc rồi đó, hay là những cái xí nghiệp may mặc, hay là làm hãng xí nghiệp giày da gì ở bên khu công nghiệp Sài Gòn ha, Bình Dương, các bạn cứ thấy một công nhân mà làm hãng xưởng trong đó đó, khu công nghiệp Sóng Thần hay là khu công nghiệp Lê Anh Xuân gì đó ở Sài Gòn á, thì các bạn thử hỏi đi, những hàng ngàn công nhân ở những cái khu đó người ta mơ được cái gì? Mơ là chỉ có được là làm sao là năm nay dư được chút xíu sắm được chiếc xe máy thôi, chứ mơ được gì nữa đâu. Làm gì mơ tới cái chuyện mà mua cái nhà ngon lành để ở, hay làm gì mà mơ tới cái chuyện mà có chiếc xe hơi để chạy, làm gì có các bạn. Đó, nó khác nhau ở chỗ đó đó. Ok, chia sẻ của mình chút xíu. Bye các bạn.